Kênh Đầu Xưa Mê Công xin kính chào quý cô chú anh chị. Và hôm nay kênh cũng đến nhà cô Mỹ Ngân ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Và cũng như thường lệ là có review một số đồ gỗ, đồ gốm. Rồi, chào Mỹ Ngân, Mỹ Ngân ơi. Dạ, em xin thân ái chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Đồ Xưa Cũ Mê Công ha. Thì đến với clip ngày hôm nay, em xin giới thiệu cô chú anh chị mình những mặt hàng đa dạng như là đồ gỗ và đồ gốm nha cô chú anh chị mình. Đó thì lời nói đầu tiên vô thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị gần xa đã ủng hộ em trong thời gian qua ha. Thì em cũng rất mong rằng sự ủng hộ của cô chú anh chị mình để em có động lực siêu tầm những cái mặt hàng đặc đẹp và lạ giao lưu cùng cô chú anh chị mình ha. Thì hôm nay em xin giới thiệu mã A1 nha cô chú anh chị mình. Đó là 10 cái dĩa song long ha. Hàng này hàng xưa ha cô chú anh chị mình. Đó, hàng siêu tầm. Rồi đường kính của cái miệng dĩa đây là 19 ha. Đó. Hàng thì lành tích tầm hơn 90% nha cô chú anh chị mình ha. Đó. 1A này gồm có 10 cái dĩa song long thì em giao lưu với giá là 600k. Em bao phí ship toàn quốc ha. Đó. Hàng thì lành lặn liền lạc tầm hơn 90%, rất là đẹp nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0968 877 667. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị ha. Rồi mã A1 dùm em ha. Rồi mã A2. Em có 10 cái dĩa trúc lâm thất hiện ha cô chú anh chị mình. Đó. Đường kính của miệng dĩa là 18 ha. Hàng này cũng lành lặn liền lạc cũng trên 90% nha. Nó cũng sẽ hơi có tóc chút đỉnh nha cô chú anh chị mình. Hàng thì hàng lâu rồi cho nên những cái tình trạng mà tóc miệng chút đỉnh thì không có tránh khỏi ha. Có sao thì em sẽ báo cho mình y như vậy. Hàng em quay sao cũng sẽ giao cho cô chú anh chị mình y như vậy ha. Cô chú anh chị mình xem rõ giùm em ha. Đó, mình cảm thấy ưng bụng thì mình chốt hàng giùm em. Đó. Rồi 10 cái dĩa này em giao lưu với quý bà con 500k, em bao phí ship toàn quốc. Rồi tiếp theo em giới thiệu cô chú anh chị mình một cặp bình hồ lô ha. Hàng men gạn của bác chàng nha. Mã A3 giùm em ha cô chú anh chị mình. Em ngồi ở đây cho nó dễ quay. Rồi chiều cao từ cái đỉnh này đi xuống là 54. Cái dòng bụng của cái chỗ nhỏ ở đây là 58. Dòng bụng ở chỗ lớn nhất. Dòng bụng của chỗ lớn nhất là 88 nha bà con. Đó, hai cái nó bằng nhau thì em sẽ đo đại diện một cái ha. Tích là sơn thủy nha quý bà con. Đó. Hàng thì lành lặn liền lạc nha, là lành tích nha bà con. Đo cái miệng đi. Em đo đường kính cái miệng. Rồi đường kính ở miệng ở đây là 8,5 ha, 9 8,5 đó. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Hàng này cũng gần đây thôi ha. Rồi cặp này em xin giao lưu với giá là 2,6 triệu, em bao phí ship toàn quốc nha bà con. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu một cặp bình hoa sen ha. Hàng này cũng là men gạn của bác chàng luôn ha. Ôi, cặp bình này khá là lớn nha. Chiều cao của bình ở đây là 65. Miệng bình ở đây là 23. Dòng cổ bình ở đây là 40. Đường kính bụng ở đây là 93 nha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Thì một cặp bình nó cân đối bằng nhau, em đo đại diện một cái ha. Tích là hoa sen rất là đẹp nhau cô chú anh chị mình. Đó. Một cặp bình thì nó cân đối bằng nhau ha. Em đo đại diện một cái. Cái bình này rất là đẹp nha. Đó, cả nhà nào yêu thích thì liên hệ với em ha. Cặp bình này em giao lưu với giá là 2,8 triệu, em bao phí ship toàn quốc, mã A4 nha bà con. Rồi tiếp theo em giới thiệu một cái khay gỗ lim. Hàng này là hàng nguyên khối nha cô chú anh chị mình. Đó, gỗ lim hàng xưa ha. Hàng này hàng nguyên khối, đục chạm là hai con rồng ha. Chiều dài của cái khay ở đây là 54. Chiều ngang của khay ở đây là 31.
Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em được chạm hai con rồng ha. Đó. Hàng này thì em đem về em giao lưu cô chú anh chị mình, em chưa có chùi dầu ha. Này mình chùi dầu lên thì rất là mới nha. Đó, hàng nguyên khối nha bà con. Rồi em giao lưu cái mã A5 này với giá là 1.800.000, em bao phí ship toàn quốc gỗ lim nha. Cô chú anh chị nào mà xem không rõ không kỹ thì mình cứ kết bạn qua Zalo của em là 0968877667. Em sẽ hỗ trợ chi tiết cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo cũng là một cái khay trà gỗ lim luôn. Chiều dài của cái khay đây là 53. Chiều rộng của khay là 32. Đó, hàng này cũng là hàng nguyên khối nha. Đó, đục chạm một con rồng ha. Rất là đẹp luôn. Rồi cái này mã A6 em giao lưu với giá 1.800.000, em bao phí ship toàn quốc. Rồi mã A7 em có về được một cái dĩa gỗ gõ ha. Hàng này cái dĩa ở trên này cũng là cây liền khối nha bà con. Đó. Cẩn ốc rất là đẹp nha. Đó, ốc lên màu rất là đẹp luôn. Đường kính miệng dĩa ở đây là 42. Chiều cao tổng thể từ dưới lên cái dĩa này là 48 nha bà con. Đó, 48. Tích này là tích đầm quê. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Hàng thì ốc cẳng rất là tơ tóc, rất là đẹp ha. Đó, lên màu rất là đẹp luôn. Ở phía sau đây bà con. Đó. Rồi cái dĩa này mã A7 em giao lưu với giá là 3.200.000, em bao phí ship toàn quốc. Có cái kệ luôn ha. Dạ. Là em sẽ giao lưu toàn bộ như vậy ha. Rồi tiếp theo là một cái dĩa thuận bờm xuôi gió nha. Đó, cái hàng này mình trưng bày thì đem lại sự may mắn cho gia chủ. Cô chú anh chị nào thích thì liên hệ với em. Em đo cái đường kính của dĩa ở đây là 40. Chiều cao tổng thể từ dưới lên là 47 nha. Đó, thì em sẽ bán nguyên bộ cho mình có cái kê dĩa giống như vậy luôn. Hàng thì cẳng ốc rất là lên màu, rất là đẹp ha. Đó. Cái dĩa là hàng nguyên khối nha bà con. Đó. Cô chú anh chị mình xem giùm em, toàn bộ là gỗ gõ đỏ hết ha. Rồi em xin giao lưu với giá là 3.200.000, em bao phí ship toàn quốc mã A8. Rồi tiếp theo giùm em mã A9. Em có một bộ gồm có 3 tấm nha. Một bộ tranh gỗ này là gỗ hương nha. Gỗ hương hàng nguyên khối. Chữ là chữ phúc lộc thọ nha cô chú anh chị mình. Cái này là nguyên bộ phúc lộc thọ luôn. Đó, cái này là hàng nguyên khối nha bà con. Nó bán thì bán nguyên bộ cho mình, về mình trưng nguyên một bộ nhìn nó rất là đẹp ha. Đó thì em sẽ đo thông số xong rồi em sẽ để cho cô chú anh chị mình hình dung ha. Chiều cao lên của miếng này là 66 ha. Vuông 66 nha cô chú anh chị mình. Đó. Chữ phúc lộc thọ ha. Cái này hàng nguyên khối gỗ hương ha. Khi mình trưng bày là nó mình sẽ treo lên như vậy. Ba miếng bằng nhau, em đo đại diện một miếng nha. Đó, hàng nguyên khối này cô chú anh chị mình nha. Hàng này thì em đã đánh mới lại cho mình rồi nha. Hàng này hàng cũ nhưng mà em đã làm mới lại cho cô chú anh chị mình về treo Tết rồi ha. Đó. Sắp lại em. Trưng bày sắp lại cho anh quay. Đó, em sắp lại cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó, khi về mình treo lên như vậy nè. Đó, ba tấm như vậy ha. Anh quay cái chiều ấy. Chữ là chữ phúc lộc thọ nha bà con. Đó, bộ ba miếng này em giao lưu với giá là 6.400.000, em bao phí ship toàn quốc ha. Gỗ là gỗ hương nguyên khối nha, hàng cũ nhưng mà em đã làm mới lại cho mình rồi, về mình chỉ có việc là treo thôi. Vậy là đúng mặt tiền ha. Dạ. Đó, mình treo như vậy là khá là đẹp luôn. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu một mã, cái này cũng là dĩa trưng bày ha. Hàng này là hàng cũng là nguyên khối, đục chạm tích là song long nha cô chú anh chị mình. Song long quy phụng. Ủa, long lăng quy phụng nha cô chú anh chị mình. Đó, tích là long lăng quy phụng, rất là đẹp luôn. Hàng này là gỗ gõ nha cô chú anh chị mình, gõ mặt á, hàng nguyên khối ha. Cái này là cái cây gời nha. Đó, cái cây gời khi mình lấy về mình gắn vô như vậy nha, nó có cái ấy cho mình gắn vô như vậy. Đó, cô chú anh chị mình xem gõ giùm em ha. Hàng em quay sau thì sẽ giao lưu y như vậy nha bà con. Dạ.
Con rồng. Là Quy Phụng ha. Dạ. Long lăng Quy Phụng. Đó, có con lăng luôn. Rồi em đo. Cái này là nguyên khối nha, em đo chiều dài tổng thể là 45 ha. Đó. Này là nguyên khối từ dưới trên đây luôn là nguyên khối nha bà con. Vòng tròn ở trong này em đo cái đường kính ở trong này là 35 ha. Đó. Hàng này là gỗ gõ mặt nha. Rồi em giao lưu với giá là 1.6 triệu, em bao phí ship toàn quốc. Thì hàng này là hàng cũ nhưng mà em đã làm mới cho cô chú anh chị mình về trưng bày ha. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu một bức tranh nói về mẫu tử nha cô chú anh chị mình. Đó, rất là đẹp luôn, hàng này là hàng cũ ha. Rồi chiều dài của bức tranh là 70. Chiều cao lên là 34. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em, cái hàng này thì cũng là nguyên khối ha. Cẳng ốc xưa rất là đẹp ha. Ốc lên màu. Đó, bức tranh này nói về cha mẹ cẳng ốc xưa rất là tơ tóc, rất là đẹp. Rồi em giao lưu cái bức tranh này với giá là 2.2 triệu, em bao phí ship toàn quốc. Tại vì em giao lưu được rẻ cho nên em giao lưu lại cô chú anh chị mình, giá cũng rất là dễ mua ha. Đó, đó luôn ha. Dạ. Rồi tiếp theo em giới thiệu cô chú anh chị mình một cuốn lịch thuận bờm xuôi gió ha. Tích là thuận bờm xuôi gió, rất là đẹp nha. Chiều dài của miếng lịch này là 60. Chiều ngang qua là 40. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em, ốc này là ốc xưa ha. Hàng đã ngả màu theo thời gian 5 tháng nha bà con. Rồi, cái này em giao lưu về rẻ thì cũng giao lưu lại cô chú anh chị mình, giá cũng rất là hữu nghị nha. 2.4 triệu em bao phí ship toàn quốc đó cô chú anh chị mình xem giùm em, ở phía trong này là nguyên miếng liền nha. Đó. Tiếp theo em giới thiệu cô chú anh chị mình một bức tranh chữ tâm ha, chữ tâm. Đó, cẳng ốc ở phía trong này là đỏ lửa rất là đẹp ha. Chiều cao lên là 50. Chiều dài của bức tranh là 60 nha bà con. Đó. Gỗ là gỗ gõ luôn. Chiều dài qua là 45. Chiều ngang qua lọt lòng của bức tranh là 34 ha. Đó, chữ tâm nha. Cẳng ốc rất là tơ tóc. Ốc lên màu rất sáng, sáng rất là đẹp ha. Đó cô chú anh chị nào thích mã này thì liên hệ với em. Mã 13 giá là 3.2 triệu, em bao phí ship toàn quốc. Số điện thoại giao lưu của em là 0968 877 667 nha bà con. Rồi tiếp theo mã 14 thì em xin giới thiệu cô chú anh chị mình một bộ bàn. Một bộ bàn trường kỷ ha cô chú anh chị mình. Dạ hàng này hàng cũ nha. Em đã chùi mới đánh bóng lại cho cô chú anh chị mình rồi. Đó, hàng này, cái bộ trường kỷ này gồm có 3 món ha. Dạ. Gỗ là gỗ gõ nha bà con. Đó, gỗ gõ. Hàng thì em để nguyên dạng cái vân gỗ cho cô chú anh chị mình xem, rất là đẹp luôn. Hàng thì tầm 4-50 năm nha. Đó. Chiều dài tổng thể của cái bàn ở đây là 164. Chiều ngang qua cái bàn ở đây là 60. Đó, cô chú anh chị mình xem ha. Rất là to nha. Rồi, chiều dài của cái mặt ở trong là 145. Chiều ngang qua của cái mặt trong là 40 nha bà con. Đó. Hàng này thì toàn bộ đục chạm tay tứ diện nha. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Hàng thì không có lỗi lầm gì hết. Đó, có sao thì em sẽ báo cho mình y như vậy ha. Chiều cao của bàn ở đây là 73. Rồi, cái dìm bàn ở vị trí này là 24 nha. Đó, 24. Rất là dày dặn ha cô chú anh chị mình. Hàng đục chạm tay tứ diện nha quý cô chú anh chị mình. Cái thước dây. Mặt bộm chân móng ha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Cái hàng lớn thì nếu mà cô chú anh chị nào mà có nhã ý thì cứ kết bạn qua Zalo, em sẽ quay trực tiếp cụ thể cho cô chú anh chị mình xem cho rõ ha. Đó.
Cái bộ bàn này nhìn rất là tinh tế luôn. Đó, cô chú anh chị mình, em quay một vòng cho cô chú anh chị mình nhìn ha. Đó, mặt bợm chân móng nha. Rồi em đo cái hoành của cái chân của cái bàn ở đây. Cái hoành ở vị trí này là 33, 32 nha bà con. Đó, 33 yếu, em tính 32 nha. Đó, mặt bợm chân móng, nhìn rất là sắc sảo ha. Kéo nghiêng luôn. Đó, nghiêng luôn. Hàng là đục chạm tứ diện nha cô chú anh chị mình. Nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất là có hồn ha. Bộ bàn này là lành tích trên 90% nha cô chú anh chị mình ha. Đó, khi em giao lưu thì em sẽ làm hoàn thiện hết mới giao lưu với cô chú anh chị mình, nên yên tâm ha. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu cô chú anh chị mình cái ghế ha. Đo thông số cái ghế. Hai cái nó bằng nhau thì em sẽ đo đại diện một cái nha bà con. Chiều dài tổng thể của cái ghế ở đây là 197 ha. Lọt lòng của cái ghế là 182. Đó, khá là dài bự ha. Rồi, chiều rộng ga của cái ghế ở đây là 55. Đó, cô chú anh chị mình nằm nghỉ lưng chưa thoải mái ha. Cái tựa của cái ghế ở dưới lên đây là 68 nha. Đó, em đo chiều cao rồi sao. Chiều cao từ dưới mặt đất lên đây là 108 ha. Đó, 108. Đó, tam cấp ngũ sơn. Cái này nó mấy cái đầu gồng hả cô chú anh chị mình. Đó, nó cái gì ở đây, cái gì ở đây là 24 nha. Đó, cô chú anh chị nào xem không rõ không kỹ thì mình cứ kết bạn qua Zalo của em là 0968 877 667, em sẽ quay chi tiết rõ ràng hơn cho cô chú anh chị mình nha. Còn cô chú anh chị nào ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ thì cứ liên hệ với em qua xem trực tiếp cho rõ hơn ha. Dạ, toàn bộ hàng là đục chạm tay tứ diện nha cô chú anh chị mình. Đó, được cẳng đá rất là đẹp ha. Này hàng rộng ha. Dạ, à, cái của tay. Cái tay cầm ở đây là 7,5 ha. Đó, rất là to, cái ghế này rất là to. Rồi em đo nguyên cái dòng này cho cô chú anh chị mình xem cho nó rõ hơn nha. Rồi cái hoành ở đây là 34 nha bà con. Đó, cái hoành ở đây là 34, khá là to ha. Mặt bợm chân móng. Hàng thì khá rất là to ha, thì em sẽ quay như vậy đó cô chú anh chị mình xem, nếu mà không rõ thì mình cứ kết bạn với em. Sẽ quay cho cô chú anh chị mình chi tiết hơn ha. Nhiều khi hàng bự quá quay nhiều khi nó cũng sẽ không có rõ mấy. Cô chú anh chị mình cũng thông cảm nha. Cái bộ bàn này không chơi vào đâu được nha. Đó, bộ này là mã A14 nha cô chú anh chị mình. Đó, cô chú anh chị nào yêu mến bộ này thì cứ liên hệ với em, rất là đẹp luôn ha. Ở phía sau người ta cũng đục chạm nhìn rất là tinh tế ha. Rồi mã A14 này em giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 48 triệu, em bao phí ship toàn quốc. Còn cô chú anh chị nào ở gần, ở khu vực Cần Thơ hoặc ở gần em thì em sẽ giảm chi phí cho mình là chút đỉnh ha.
Đó, rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo thì mã 15 em xin giới thiệu cho cô chú anh chị mình một bộ bàn tròn ha. Bộ bàn tròn này gồm 7 món ha, 6 cái ghế và một cái bàn rất là to ha. Bộ bàn này cũng dài chục năm rồi cô chú anh chị mình. Đó, gỗ toàn bộ là gỗ gỗ gõ ha. Em đã chùi mới lại cho cô chú anh chị mình rồi, rất là đẹp luôn. Dạ, hàng này 40-50 năm rồi. Đó, cô chú anh chị mình tham khảo nha, bộ này thì em mới giao lưu được ở nhà dân nha. Đó, rất là đẹp. Dạ, em đo thông số cái bàn. Đường kính của cái mặt bàn ở vị trí này là 118 nha bà con. Đó, lọt lòng cái miếng dán ở trong là 90. Cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Đó, đây là chi tiết. Người ta cẳng ốc xưa nhìn lên màu rất là đẹp. Chiều cao của bàn ở đây là 76 ha. Đó, anh quay chi tiết giùm em nè. Cái dìm ở đây là 10. Đó, 10 phân. Cái mặt bàn này mặt bàn gời nha cô chú anh chị mình. Đó, mặt bàn gời ha. Đó, tích là tích là tích bát tiên ha cô chú anh chị mình. Đó, bát tiên vui xuân ha. Cẳng ốc hồi xưa cô chú anh chị mình nhìn lên màu khá là đẹp ha, rất là tơ tóc, rất là đẹp. Đó, thì em mới đem về mới chùi bóng cho cô chú anh chị mình ha. Rồi ở phía dưới này là đường kính của cái dòng cái chân ở đây ha. Rồi cái dòng của cái chân bàn ở đây là 30 nha bà con. Đó. Nghịch tay. Rồi đường kính ở đây cũng là 30 nha. Móng dạ. Cái này là cá chép hóa lông nha cô chú anh chị mình. Đó, cá chép hóa rồng rất là đẹp ha. Cái này dạng như hồi xưa á, hồi xưa người ta làm cái kiểu mẫu này rất là nhìn nó rất là thần thái, rất là sang trọng ha. Đó. Cái bộ bàn này là toàn bộ là lành tích ha. Nguyên dạng không có bị sứt mẻ đắp giá chỗ nào nha cô chú anh chị mình ha. Mặt bàn gời ha. Đó, mặt bàn là mặt bàn gời ha. Nhìn rất là chắc chắn luôn cô chú anh chị mình. Đó, cho xem phía trong luôn. Đó, cô chú anh chị mình giùm em ha. Không có bị nứt nẻ hay là đắp giá chỗ nào ha. Đó. Dạ, gỗ gỗ đỏ ở phía trong này là cái nguyên miếng. Này không nguyên miếng nha, hai miếng. Này là hai miếng. Đó, không nguyên miếng. Đó, có sao thì em báo cho cô chú anh chị mình được gõ ha. Đó. Ở dưới là dính liền nhau hết. Dạ, phía dưới này là dính liền hết. Cái này là liền ha, cái chân bàn này là liền, còn cái mặt là gời thôi. Đó, rồi vậy em xin giới thiệu qua cái ghế ha. 6 cái ghế giống nhau thì em sẽ đo đại diện một cái cho bà con xem ha. Chiều rộng của cái ghế ở đây là 52 ha. Đó. Chiều rộng ra ở đây là 42. Đó, cô chú anh chị mình cái ghế ngồi cũng rất là rộng rãi thoải mái ha. Chiều cao của cái ở dưới ghế lên cái tựa lưng này là 54. Chiều cao của ghế ở đây là 99 nha bà con. Đó. Cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó, người ta cẳng ốc xưa nhìn rất là đẹp ha. Ghế là ghế kẻ quạt cẳng ốc xưa. Đó, nhìn cô chú anh chị mình nhìn rất là tơ tóc, rất là đẹp. Bộ này nhìn rất là sang trọng ha. Đó. Em bao cho cô chú anh chị mình là lành lặn liền lạc ha. Không có bị đắp mẻ sức giá chỗ nào hết. Đó. Giống nhau ha, em quay đại diện một cái thôi. Đó. Dạ.
hàng là không có bị đắp giá chỗ nào hết. Cô chú anh chị mình yên tâm, có sao thì em sẽ báo cho mình vậy nha. Đó, thì cái bộ này là mã 15A, em giao lưu với giá là 63 triệu, em bao phí ship toàn quốc ha. Cô chú anh chị nào ở gần khu vực Ô Môn, Cần Thơ thì cứ liên hệ với em, mình qua coi trực tiếp cho nó dễ ha. Rồi em xin giao lưu cái bộ này với giá 63 triệu, em bao phí ship toàn quốc. Nếu cô chú anh chị nào ở gần thì em sẽ giảm chi phí chút đỉnh cho mình ha. Rồi mã 15A này cũng là mã cuối clip. Em chân thành cảm ơn quý bà con đã xem hết video ha. Em rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị gần xa. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.